Đi nào. Hiện tại thì mình đang ấp này gọi của nhiều cho một con sao biết đức. Để xíu mình coi hàng có chẳng không. Dạ, mình đang hẹn giới thiệu này. Đây là thầy Thảo, giáo viên dạy sử trường học sở Quy Đức. Dạ, cho em hỏi là điều gì đã dẫn thầy đến bóng đá? Đam mê, đơn giản vậy thôi. Dạ, thầy trong một trận bóng đá, theo thầy thấy thì kỹ thuật cá nhân hay kỹ thuật tốt không thầy? Bóng đá là môn tập thể, dĩ nhiên thì chúng ta phải đề cao tập thể. Cá nhân tốt thì vẫn hay, nhưng mà đã là một đồng đội thì chúng ta phải đặt đề cao cái đồng đội. Thầy cho em hỏi thêm hai câu nữa là có những bạn có thể bóng đá nhưng mà hiện tại chưa đăng ký đi tuyển, thầy có lời khuyên nào cho những bạn đó rằng nên đi tuyển hay là bản thân của mẫu chuyên nghiệp đã trong lò đào tạo, người ta vẫn phải đưa những mẫu đó để học phần má, có nghĩa là vẫn phải đi học, họ vẫn phải có bạn này học, họ vẫn phải đi học, có nghĩa là bên cạnh việc họ đá bóng thì họ cũng phải đi học. Các bạn đang bóng đá một chuyện, nhưng mà cái quan trọng là bạn định hướng là mình sẽ theo cái đó gì vậy. Theo này thì bóng đá mà hàng ngày của mày thì nên cân bằng như thế nào? Chúng ta có thể làm việc, nhưng mà chúng ta xác định được bản thân mình muốn cái gì ra. Đam mê thì mình có thể ra đam mê, và mình phải tìm được con đường của mình trong câu chuyện đó. Và mình học nghề, nhưng mà nếu vẫn còn đam mê bóng đá thì mình phải làm sao mọi thứ cái câu chuyện đam mê đó, nhưng nó phải phục vụ cho việc học của mình. Rồi, cảm ơn các bạn. Sau khi phỏng vấn 2013, chúng ta đã thấy rằng việc đam mê chúng ta cũng không thể nào mà quá nhiều, hoặc là nghề cũng không quá nhiều. Chúng ta biết cân bằng cả hai mọi thứ lại. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của tụi mình. Clip của tụi mình ở đây.